Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm họa vỡ đập Libya, phóng viên hé lộ điều ám ảnh nhất. Các phóng viên chứng kiến hậu quả kinh hoàng của thảm họa vỡ đập ở Libya đã chia sẻ về cảnh tượng gây ám ảnh với họ. Đầu tuần này, Mohamed Ali Bor, phóng viên tự do sống ở thủ đô Tripoli đã tới các tỉnh phía đông của Libya, đi qua thành phố Dena, thành phố Baiza và thành phố Sousa. Những gì mà Ali Bor chứng kiến mô tả là cú sốc không thể tưởng tượng nổi. Tôi từng đến thăm các địa điểm đó trước đây và đã hiểu rõ về chúng. Ông Ali Bor nói, tôi mong đợi tìm thấy các thành phố và thị trấn này còn nguyên vẹn. Khi đi từ Tripoli tới đây, tôi mong các khu dân cư và các thị trấn không bị tàn phá quá nghiêm trọng, nhưng chẳng còn gì cả, chúng gần như bị xóa sổ, thật khủng khiếp. Ali Bor là một trong những phóng viên địa phương trong tuần qua đã chứng kiến những cảnh tượng mà giờ đây họ cảm thấy khó diễn tả vì quá thương tâm. Tờ Observer đã có cuộc trao đổi với 6 phóng viên và những người thoát chết trong gang tấc, trải qua sự mất mát về bạn bè, người thân và vẫn đang đưa tin về các địa điểm gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Phần ám ảnh nhất trong toàn bộ hành trình của chúng tôi là vết sẹo mà cơn bão Daniel và thảm họa vỡ đập để lại cho người còn sống. Phóng viên Ali Bor nói, khi tôi bắt đầu viết bài và tiếp xúc với những người sống sót, khuôn mặt của họ toát lên sự sợ hãi. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt và nét mặt của họ. Có những đứa trẻ khóc bên mộ người thân và cố gắng trèo lên những ngôi mộ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì đau lòng đến thế. Nora Hamos Ohadat, nữ phóng viên tự do ở thành phố Sahat, cách thành phố Dena 100 km, nhìn từ cửa sổ nhà cô khi mưa trút xuống cả ngày, gây ra mất điện và nước dâng cao ngập các đường phố, có nơi ngập kín tầng của một tòa nhà. Đó là một đêm thảm khốc, chúng tôi suýt chết đuối, thậm chí còn đăng lên Facebook lời vĩnh biệt. Tôi tưởng chết cùng 3 con nhỏ, Nora chia sẻ. Nước lũ đã tàn phá thành phố Dena và khu vực xung quanh, để lại nhiều thi thể trên bãi biển, đường phố và dưới các đống đổ nát. Theo Liên Hợp Quốc, chính quyền địa phương lo ngại về dịch bệnh lây lan nên đã vội vàng chôn cất 1.000 thi thể trong các ngôi mộ tập thể. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tổ chức cảnh báo về sự vội vã này, nói rằng không có thêm mối đe dọa về bệnh tật, nhưng nguồn nước có thể bị ô nhiễm vì hành động đó. Ngoài ra, một tổ chức giám sát bom chùm và mìn còn lo ngại về việc các chất nổ chưa bị nước lũ cuốn đi khắp nơi. Số chất nổ này còn sót lại kể từ cuộc nội chiến năm 2011. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya ngày 16 tháng 9 giờ địa phương cho biết hơn 11.000 người đã chết ở thành phố Dena và hơn 10.000 người khác vẫn còn mất tích. Số người mất tích chưa được cập nhật kể từ khi thông báo đầu tiên. Lực lượng cứu hộ đang phải đào bới bùn đất để tìm kiếm các thi thể, trong khi việc sơ tán người sống sót được thực hiện rất chậm. Libya hiện tồn tại hai chính phủ song song, một được Liên Hợp Quốc công nhận đang kiểm soát miền Tây, chính phủ còn lại kiểm soát miền Đông của Libya. Với các phóng viên sống sót hoặc đưa tin về thảm họa, cuộc xung đột chính trị đẫm máu ở Libya khiến cho các dịch vụ của đất nước bị xuống cấp, bao gồm cả việc thiếu duy trì, tu dưỡng hai con đập gần Dena, hoạt động từ thập niên 70. Giống như nhiều người khác, các phóng viên này phẫn nộ về việc tại sao một thảm họa ở quy mô khủng khiếp như vậy được phép xảy ra. Nước lũ dâng cao 7 mét như đợt sóng thần quét qua thành phố ven biển, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở Libya nói, Jan Feder, người đứng đầu phái đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Libya, nói sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để thành phố Dena ở Libya có thể phục hồi sau thảm họa. Dena là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Libya sau thảm họa vỡ đập gây ra lũ lụt. Số người chết ở thành phố ước tính lên tới 20.000 người. Thảm họa này thật là khủng khiếp, đợt sóng cao 7 mét như sóng thần đã quét sạch các tòa nhà, cuốn trôi cơ sở hạ tầng ra biển. Nhiều người vẫn còn mất tích, nhiều xác chết giặt vào bờ và nhà cửa bị phá hủy. Ông Feder nói, người dân của Libya có thể sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để có thể phục hồi sau thảm họa này. Ông Feder nói thêm, cựu trưởng Bộ Y tế Libya, Zaida El-Sualay, thậm chí còn mô tả dòng nước lũ cao hơn tòa nhà 6 tầng ập tới, cuốn trôi mọi thứ. ECRC cho biết, việc tiếp cận các khu vực bị lũ quét tàn phá vẫn là thách thức lớn đối với nhiều khu vực đường xá bị phá hủy. Nhóm hỗ trợ của ECRC đã phân phát khoảng 6.000 túi đựng thi thể cho các đội pháp y ở thành phố Benghazi để xử lý xác chết. Khaled O'Suwehed, công dân của Libya, nói tình hình ở Dena cực kỳ tồi tệ. Tình hình rất tồi tệ, tất cả bạn bè của tôi đã thiệt mạng. O'Suwehed đã nói với Reuters hôm ngày 14 tháng 9. Một người bạn của tôi chết khi đang quay phim tại một thung lũng gần thành phố. Một người tên là Nasis Fotori và các con của anh ấy đã được cho là đã chết nhưng vẫn chưa tìm thấy xác. Ali Ogazali, một người dân sống ở Dena, cho biết lũ quét đã tàn phá ít nhất 25% diện tích của thành phố, trong đó khu vực trung tâm thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Có quá nhiều xác chết trên đường phố, hầu hết các thi thể đều đang bị phân hủy, mùi chết chóc tràn ngập trong không khí. Ogazali đã nói thêm, hai con đập trên được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó không được bảo trì mặc dù kinh phí vẫn được chi phí cho việc này. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho đập bị nứt, sụt lún và vỡ khi mưa lớn trút xuống.
Trong lúc này, lực lượng cứu hộ vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Giới chức địa phương cho biết, còn hàng nghìn người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát hoặc bị nước lũ cuốn ra ngoài địa trung hải. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ trong nước hiện có khoảng 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ một số nước Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Tối ngày 15 tháng 9, Tổng trưởng Lý của Libya, Sadez Arsal, đã thông báo thành lập một ủy ban điều tra bao gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng vừa qua tại thành phố Derna thuộc miền đông của nước này. Việc điều tra sẽ làm rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc, nhất là kết luận có thể xảy ra sai phạm hay không. Tổng trưởng lý Sadez Arsal đã khẳng định việc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chính phủ liên quan trong vụ việc. Việc tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân gây chết người là rất quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai, xem có hành vi làm ngơ, tắc trách hay cố tình làm sai hay không. Chúng tôi sẽ điều tra một cách nghiêm túc và trách nhiệm để đi đến kết luận có thể xảy ra hành vi phạm tội hay không với những chứng cứ cụ thể. Trong ngày hôm nay, cơ quan y tế và chính quyền địa phương cho biết hàng nghìn người bị mất tích vùi lấp trong các đống đổ nát hoặc bị nước lũ cuốn trôi ra biển Địa Trung Hải. Lực lượng cứu hộ vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm người sống sót, trục vớt và xử lý thi thể. Ngoài lực lượng cứu hộ trong nước, hiện có khoảng 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ một số nước Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu cùng tham gia. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trận lũ lụt ngày 11 tháng 9 tại miền đông của Libya đã khiến gần 900.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại vật chất là rất lớn và chưa thể tính toán được. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định quá trình khôi phục và tái thiết thành phố Derna cần nguồn kinh phí khổng lồ lên đến nhiều tỷ USD và kéo dài trong nhiều năm. Tối qua ngày 15 tháng 9, Tổng trưởng lý Libya Sadez Arsal đã thông báo thành lập một ủy ban điều tra gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng vừa qua tại thành phố Derna thuộc miền đông nước này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.